Bác Hàn cho biết hỏa tiễn của họ có thể bắn tới Hoa Kỳ. Tin từ Bình Nhưỡng, Bác Hàn cho biết hỏa tiễn của họ có khả năng tấn công tới đất liền của Hoa Kỳ. Tuyên bố trên được cho là nhằm đáp trả thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn vừa mới đạt được về việc nâng tầm bắn hỏa tiễn của Nam Hàn trước đó 2 ngày. Bắc Hàn được cho là đang phát triển hỏa tiễn tầm xa có tầm bắn 6.700 cây số trở lên nhắm tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai cuộc phóng thử hỏa tiễn gần đây đều đã thất bại. Các quốc gia láng giềng quan ngại Bắc Hàn đang hoàn thiện kỹ thuật sản xuất hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Ủy ban Quốc phòng Bắc Hàn còn tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đương đầu với bất kỳ kẻ thù nào. Tổng thống Nam Hàn ông Lee Moon-bak trong cuộc họp nội các cùng ngày đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này đẩy nhanh việc phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa để sớm đưa vào sử dụng. Trung Cộng đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế.